chỉ cần chạm vào đây, em có thể thay đổi hiện thực của mình. Chào mừng em đến với phiên bản hoàn hảo của mình. Mỹ Anh, bà là Mỹ Anh phải không? Có học trong trường đâu mà đợi hoài vậy? Thôi, đi chung tiếng ngã tư cũng được mà. Hôm nay bà học môn gì vậy? Từ khi nào bà quan tâm đến chị Thành vậy? Bà chỉ tôi cái này được không? Hai trứng cút. Tôi mua liền. Ê bà Linh, con muốn mắt nó tính thật quả chai nè. Cái gì? Con muốn mắt nó thích An của tao hả? Ghê vậy trời. Đúng là trò chuyện mà. Ê bà Linh, lỡ con muốn mắt nó của An của bà làm sao? Chị ơi, con nhỏ nó xấu như quỷ, An mà thích nó, An bị mù. Còn nếu mà An chấp nhận nó hả, thì cuộc sống sau này của nó không xong với tao đâu. Ê, 550. Bên nhà Ayagi đang có chương trình combo 3 cặp len có giá 550 nè. Mua không? Hôm bữa mới cúp học, má có tiền sinh hoạt rồi. Trời, bây giờ tao 2 cặp, mày 1 cặp. Nào trả sau cũng được. Ok, đi. Đi. Ba nhận nhầm người rồi. Chứ không xui đến mức học trong lớp đâu. Nếu không phải Mỹ Anh, sao lại bước ra từ nhà đó? Tôi không thích bà. Thay vì đánh đổi làm những chuyện đó thì sao luôn đi. Rốt cuộc bà tính làm gì? Bà là ai vậy hả?